giới thiệu đến quý khách hàng đây là hóa chất tẩy đốm thảm Goodmed G142. Sản phẩm được sử dụng để tẩy các vết đốm bẩn, bụi bám trên thảm hoặc là vải ở gia đình, công ty. Hóa chất G142 có dạng lỏng và có mùi hương chanh nhẹ. Đối với trên bề mặt vải thì chúng ta phun dung dịch trực tiếp lên vải để dung dịch ngấm hoàn toàn vào vết bẩn, ngâm vải trong khoảng từ 1 phút và giặt vải lại bằng nước giặt thông thường. Còn đối với bề mặt thảm thì chúng ta phun dung dịch trực tiếp lên bề mặt thảm để dung dịch thấm hoàn toàn vào vết bẩn trên thảm, ngâm khoảng từ 1 tới 3 phút. Với chức năng đa dạng như tẩy sạch vết dầu mỡ, vết bẩn, đất cát hoặc là vết ố trên vải hoặc là thảm thì sản phẩm Goodmed G142 được sử dụng rộng rãi trên thị trường.